Và xin chào các bạn, mình là Hiền Nguyễn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn review về những cái template trong Microsoft Office, đặc biệt là Office 365. Thì khi các bạn khởi động Microsoft Office lên bất kỳ một cái phiên bản nào, ví dụ như là Excel hoặc là Word, thì bạn sẽ thấy một cái cái cửa sổ trắng nó sẽ xem trước mà nó không có mở thẳng lên một cái trang trắng giống như Word và Excel từ 2003 trở về trước. Và bạn sẽ rất là khó chịu với cái này và bạn thường sẽ nhấn vào Home hoặc là nhấn vào lên là đó để mở cái chân trắng lên là chứ bạn sẽ không có quan tâm tới những cái gì nó đang hiện ở đây à, tuy nhiên những cái template này nó rất là hay và chúng ta sẽ thử review qua một số thứ à, nếu các bạn không phải là một người giỏi về design về thiết kế về trình bày văn bản thì các bạn có thể tham khảo những cái mẫu văn bản sẵn có trên Microsoft Office đặc biệt là những cái form mẫu trên Word và Excel họ làm rất là chuẩn rất là đẹp các bạn có thể tận dụng để có thể tùy chỉnh lại để làm cho cái báo cáo của bạn nó thêm trực quan sinh động và đẹp hơn ha Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu à, Ví dụ như các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy à, Khi chúng ta khởi động Office lan các bạn sẽ thấy một cái cửa sổ nêu như thế này ha à, Trong này các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái template các bạn nhấn vô more template à, Mình tắt mình mở lại nha Đây thì các bạn sẽ thấy một vài cái template mẫu hiện lên đây À, thì chúng ta chẳng go more templates thông more Timeless này các bạn sẽ lần chuột xuống dưới các bạn sẽ tìm hoặc là các bạn sẽ gõ từ khóa vào đây ví dụ các bạn muốn tìm một cái invoice các bạn có thể lấy một cái mẫu invoice trong này ra và các bạn chỉ cần tùy chỉnh lại là các bạn đã có được một cái mẫu invoice đẹp ví dụ như ở đây mình thấy rất là nhiều invoice này các bạn à, các bạn có thể sử dụng cho mình một vài cái invoice mà bạn thấy thích phù hợp với cái nhu cầu của bạn ha à, ví dụ như mình chọn cái invoice này rồi sẽ nhấn create À, thì như vậy Excel đã tạo ra, uh, sorry, uh, Excel đã tạo ra cho mình một cái invoice mẫu. Dựa trên cái invoice mẫu này mình có thể sử dụng tùy chỉnh lại để làm cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Rồi tương tự các bạn có thể tạo ra những cái thêm lấy khác ha. À, các bạn có thể nhấn vào đây ví dụ bạn đang làm plan tracker bạn có thể chọn trong cái nhóm plan tracker các bạn thấy có rất là nhiều biểu mẫu đẹp ví dụ như các bạn muốn tìm một cái gen chart rất là nhiều bạn hay lên hỏi mình là có gen chart nào đẹp không thì thực ra office họ đã có nguyên một cái bộ gen chart với những cái định dạng rất là chuẩn rồi các bạn chỉ cần custom lại theo đúng cái nhu cầu của các bạn là các bạn có thể xài được ha rồi các bạn cũng có thể vô new rồi các bạn cũng sẽ chọn một vài cái chart mà các bạn tìm hiểu ví dụ như ở đây là có rất là nhiều kiểu đồ thị đẹp ha như là kiểu gen chart à, đây là một dạng kiểu gen chart khác mà các bạn có thể tham khảo ngoài ra trong cái công cụ của Office thì họ bổ sung cho chúng ta những cái tiện ích add on bên ngoài để chúng ta có thể tạo thêm những cái kiểu báo cáo rất là đẹp lát chúng ta sẽ review qua ha rồi bây giờ chúng ta sẽ thử vào nếu rồi chúng ta sẽ chọn tới chat nhé. Trong chat này các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái đồ thị rất là hay, rất là đẹp mà nếu mà chúng ta làm thì chúng ta không hiểu cách nào để chúng ta có thể tạo ra được một cái đồ thị đẹp như vậy. Thì các bạn cứ tận dụng những cái người ta đang đang có sẵn. Ví dụ như ở đây cái tiếp người ta hướng dẫn cho chúng ta cho cái việc thì chúng ta có thể tạo ra được những đồ thị đẹp. Chúng ta có thể tận dụng cái này để chúng ta có thể học về cách vẽ đồ thị ở trên Excel ha. Rồi chúng ta cũng có thể vào nếu rồi chúng ta lại à, vào calendar để chúng ta có thể tạo được một cái lịch hay là chúng ta có thể đây ví dụ như các bạn thấy cái vẽ về cái đường mà thêm like này rất là đẹp mà chúng ta có thể tận dụng để chúng ta có thể làm được một cái thêm like đẹp trên excel à, chúng ta nhập vào những cái à, thông tin data dữ liệu và từ cái thông tin data dữ liệu này sẽ xuất ra cho chúng ta một cái biểu đồ rất là trực quan rất là đẹp ha và cái biểu đồ này nếu mà các bạn vẽ tay thì các bạn sẽ rất là vất vả nhưng mà Excel họ đã tích hợp sẵn vào thì chúng ta cứ việc lôi ra và sử dụng thôi rất là đơn giản đúng không rồi ví dụ như một cái trường hợp khác nữa các bạn có thể à, nếu mà các bạn quản lý về business thì các bạn nhiều khi cần một cái bộ form để chúng ta có thể quản lý ha ví dụ như inventory nè đó chúng ta có thể quản lý về tồn kho rồi xuống dưới này chúng ta có thể sử dụng những cái đề đường xu hướng à, để chúng ta biến xem biến động số dư à, tăng giảm doanh thu vân vân rất là nhiều cái kiểu biểu đồ đẹp cũng như là những cái like mẫu rất là chuẩn mà chúng ta có thể tận dụng để chúng ta có thể làm ha ví dụ đây là project về marketing bạn có thể sử dụng các project này để bạn có thể tùy chỉnh lại cho nó phù hợp với nhu cầu của các bạn hay là bạn cũng có thể áp dụng những cái lịch biểu mà nếu mà các bạn tạo một cái lịch bằng tay thì biết khi nào xong đúng không ạ chúng ta cứ vào new calendar rồi các bạn sẽ chọn cho mình một cái lịch mà các bạn ưng ý ha ví dụ như cái lịch này rất là đẹp và chúng ta nhấn create thì chúng ta sẽ tạo ra cho mình được một cái lịch rất là đẹp tháng ha đó rất là đẹp và chúng ta có thể in ra để chúng ta quản lý nếu mà chúng ta tạo bằng tay cái này thì chúng ta làm cả ngày mới xong chúng ta cứ tận dụng những cái template này để chúng ta phục vụ cho nhu cầu của chúng ta à, với điều kiện ha nếu mà các bạn sử dụng bản tiếng anh thì các bạn phải biết khai quật bằng tiếng anh nếu các bạn sử dụng tiếng việt thì có một hạn chế là cái, cái thư viện về khai quật tiếng việt nó không có được nhiều thì các bạn có thể dùng google dịch để các bạn tạo ha ví dụ đây những cái báo cáo như thế này rất là đẹp mà chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có thể sáng tạo thêm ra chúng ta có thể tùy chỉnh thêm ra để cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta rồi à, chúng ta có thể tận dụng được rất là nhiều thứ ở trên cái thư viện Microsoft Excel rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cái thư viện của Microsoft Word ha à, trong Word thì cũng rất là nhiều thêm lết mẫu mà các bạn có thể áp dụng để trình bày văn bản tuy nhiên cách trình bày văn bản của người nước ngoài của phương Tây thì nó sẽ khác phương Đông À, chúng ta sẽ không có kính thưa gì mà chủ yếu người ta sẽ có cái nhu cầu sử dụng cái template trên một trang Ví dụ như ở đây mình sẽ có nha à, Những cái business hay là những cái name card à, Business các bạn thấy nè Những cái business này rất là nhiều cái name card mà mẫu mà chúng ta có thể tham khảo à, Rồi tiếp đến là chúng ta có thể sử dụng các cái tờ leaflet flyer để chúng ta làm để quảng bá cho các chương trình sự kiện ở trên quốc nếu trên quốc mà các bạn muốn vẽ một cái template mẫu như thế này rất là tốn thời gian các bạn thì việc chúng ta chỉ cần chúng ta vô đây chúng ta copy về và chúng ta tùy chỉnh lại theo cái nhu cầu của chúng ta là xong Đó, rất là đơn giản đúng không là chúng ta có thể tận dụng cái này để chúng ta có thể tạo ra nhiều cái template trực quan hơn rồi chúng ta có thể sử dụng để làm những cái lá thư, viết thư ha, viết thư CV này nọ chúng ta có thể tạo ra những cái CV mẫu ở trên một cũng rất là đẹp. Ví dụ như mình lấy một cái CV mẫu như thế này. Đó. Thông tin của một cái người nào đó đó. Chúng ta có thể tận dụng cái này để chúng ta có thể tạo thêm lá cho mình. Đó. Đây là những cái thư viện hoàn toàn miễn phí các bạn có thể custom theo nhu cầu nha. Hay là các bạn có thể tạo những cái resume hay là những cái lịch kỳ nghỉ vân vân những cái panel cho những cái kỳ nghỉ các bạn có thể tận dụng và dường như Microsoft họ có nguyên một cái thư viện rất là khổng lồ ở trên đây chưa kể những cái thư viện mà bạn có thể truy cập vào Google để bạn có thể tìm những cái template mẫu ha à, như là Word, Excel, à, thư viện về Access, Microsoft Access, à, thư viện về Microsoft Planner các bạn có thể tìm hiểu những cái thư viện đó và custom lại theo nhu cầu của bạn rồi xin cảm ơn các bạn chúc các bạn một tuần mới vui vẻ nha